Vâng, xin chào các bác. Trước mắt các bác là một đôi loa Chio, thùng rất gấu luôn. Mã này thì quá nổi tiếng rồi, Chio LS202, bán giá 8,5 triệu loa 3 đường tiếng, bát tầm giấy dầu. Cái này nó bụi vào gần xếp tầm dầu. Hàng nguyên zin 100%. Đôi loa này thì cực kỳ thương hiệu trên thị trường, đánh rất hay luôn. Một đôi loa rất nặng, đặc chắc. Tôi lấy về rất lâu rồi nhưng tôi lại bỏ trên kệ này khá lâu. Quên mất là không nghĩ ra là phải quay dưới mặt đất để quay cả mặt trước mặt sau. Còn khi để lên kệ này thì để quay mặt sau thì gần như không thể. May tiện là dỡ loa ra cho khách quay tổng thể. Hở ra khoảng trống để quay tổng thể các bác xem. Lúc nào tôi sẽ mở nhạc sau. Đây. Loa 3 đường tiếng, chỉnh mid, chép, phân tần. Xoay qua mặt sau. Đây, mặt sau một loa này. Loa này thì đẹp xuất sắc rồi. Đây. Một đôi loa cực kỳ thương hiệu trên thị trường thôi. 70-100W 8 ohm, sản xuất tại Nhật Bản, Chio. Loa rất nặng nhỉ. Nhìn cái thùng rất sướng vì nó cứng cáp. Quay lốt loa này. Đây. Toàn hàng tuyển chọn mới đẹp được như này các bác nhá. Long lanh luôn. Nhiều người tôi đã quay rõ video như này nhưng vẫn còn yêu cầu là chụp ảnh này ảnh kia. Xin khẳng định với các bác là không bao giờ tôi chụp được như thế. Khi tôi đã quay xong là tôi đã để lên kệ hoặc là cất vào chỗ này chỗ kia. Mình làm sao có thể khách hàng có thể yêu cầu người bán được chụp đủ các loại được. Thì không phải lúc nào cửa hàng chúng tôi cũng cử người ra để đợi yêu cầu của quý khách là chụp ảnh các kiểu. Thì tôi có rất nhiều khách hàng ngày. Mình không thể nào đáp ứng được các yêu cầu thế được. Không bao giờ cửa hàng tôi đi đáp ứng kiểu yêu cầu theo từng cá nhân đấy được. Vì mọi cái bọn tôi đã làm rõ rồi nhưng mà khách vẫn yêu cầu muốn thế này thế kia. Vâng, xin chào, tôi sẽ mở nhạc đôi loa này sau khi quay cái video này.